chào toàn thể anh em đội bóng thân thương đang theo dõi Q&A số tuần này trên cả bóng đá. Như thường lệ, mình vẫn sẽ chọn ra 10 câu hỏi thú vị trong tuần để giải đáp đến cho các bạn. Có những câu hỏi cần cái tính đào sâu, cái tính chuyên môn, giải thích nó dài dòng, nó nhiều ý một chút mà nó thuyết phục hơn, thì tụi mình cũng đã chọn lựa ra để làm thành những video trên cảm show và trên cả bóng đá, thì các bạn hãy chú ý đón xem. Và bây giờ là 10 câu hỏi của Q&A số tuần này. Câu số 1 đến từ bạn Tuấn Ngọc. Chào Cảm, vì sao các cầu thủ Sue Wells lại luôn đứng lộn xộn trong mỗi lần chụp ảnh? Chúc Cảm và toàn bộ ekip thật nhiều sức khỏe. Đây là một câu hỏi rất thú vị và cảm ơn câu hỏi của bạn Tuấn Ngọc rất là nhiều. Thực sự mình cũng đã không để ý cái điều này lắm, cho đến khi mình nhớ lại cái hình ảnh đội tuyển Wales họ chụp hình tại Euro 2020 mới đây, với một cái lối đứng dàn hàng nó rất là dị, chỉ với một cái dàn cầu thủ rất là dài phía trước và chỉ có một vài cầu thủ đứng leo que ở đằng sau thôi cùng với thủ môn, thì mình mới lục nhớ lại là ở Euro 2016 các cầu thủ Wales cũng đã từng có một cái bức ảnh, những cái bức ảnh chụp đội hình trước trận đấu nó cũng khá là dị hợm như vậy. Thì nó cũng đến giải thích một điều rất là tình cờ, đó là cựu tiền vệ của đội tuyển Wales, đó là anh Joe Ledley, anh cũng đã chia sẻ cái vấn đề này như sau. Đó là các cầu thủ Wales họ không có thống nhất với nhau trước, đó là ai sẽ là người ngồi ở hàng đằng trước và ai sẽ là người đứng đằng sau để chụp ảnh. Thì đâm ra những cái tấm hình chụp đội tuyển Wales trước một trận đấu nó sẽ luôn, nó tạo ra một cái đội hình rất là lộn xộn và nhìn nó rất là thiếu chuyên nghiệp. Nhưng sau khi những cái bức hình của họ được bàn tán xôn xao trên mạng, thì các cầu thủ Wales mới lục lại những bức ảnh đó và họ mới thấy là sau khi mà họ chụp những cái bức ảnh mà vô tình nó lộn xộn như vậy, thì cái kết quả của những trận đấu sau đó họ đạt được nó rất là hanh thông, nó rất là may mắn. Và Joe Ledley cùng với các đồng đội họ cảm thấy đó là một cái sự may mắn khi mà mình chụp hình lộn xộn như vậy. Và từ đó về sau, các cầu thủ Wales họ cố tình họ đứng lộn xộn hàng như vậy, thì nó cũng là một tạo ra một cái, thứ nhất là cái một cái gì đó nó mang tính chất là mê tín và tâm linh, nó một cái là một cái điểm may mắn của các cầu thủ Wales, và thứ hai nó cũng sẽ giúp cho họ tạo được một cái sự ấn tượng với các khán giả, và nó cũng đã tạo nên một cái phong cách chụp hình rất là riêng và cũng rất là dị của đội tuyển Wales. Và đến lúc này thì chỉ có một mình đội tuyển Wales là họ dám làm cái việc đó thôi, và nó cũng tạo ra một cái gì đó nó cũng rất là thú vị cho cái đội tuyển này. Câu thứ hai đến từ bạn Hoàng Nhân. Chào anh Cảm, cho em hỏi là hiện tại giải FIFA Puskas dành cho bàn thắng đẹp nhất năm, thì liệu FIFA có nên lập ra một giải dành cho kiến tạo đẹp nhất năm hay không? Và những cái tên như Toni Kroos, Kevin De Bruyne, Alexander Arnold sẽ được xướng tên bao nhiêu lần nếu như giải thưởng này được thành lập? Chúc Cảm nhiều sức khỏe và ra những video hay hơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn Hoàng Nhân rất là nhiều. Thực sự bóng đá là một môn thể thao tập thể. Nếu như giải thưởng FIFA Puskas dành cho những bàn thắng, gọi là những cái khoảnh khắc xuất thần của một cầu thủ nào đó, một cái bàn thắng không tưởng, nó mang cái tính solo, nó mang cái tính chất cá nhân nhiều hơn, thì mình nghĩ là cũng nên có một cái giải thưởng để vinh danh những cái người kiến tạo. Thực ra cũng có nhiều cái bàn thắng FIFA Puskas nó đến từ một cái pha phối hợp tập thể ban bật với nhau, nhưng mà để chọn ra một cái tình huống kiến tạo gọi là thuộc hàng đẳng cấp và nó vượt ra ngoài những cái không gian, những cái định lý vật lý kiểu như của Kevin De Bruyne hay Arnold thì vẫn chưa có. Và để tạo thêm cái một cái bầu không khí tuyệt vời cho cái buổi lễ trao giải gala, và cũng để vinh danh những cái chân kiến tạo hàng đầu. Như chúng ta đã biết đó, bên cạnh các giải đấu hàng đầu châu Âu vào lúc này, các giải thưởng lớn, các giải thưởng danh hiệu cá nhân, bên cạnh chúng ta có một cái giải gọi là giải chiếc giày vàng để tôn vinh vua phá lưới, thì cũng có một cái giải thưởng dành cho cuộc đua, dành cho vua kiến tạo nữa. Vì vậy mình nghĩ là trong tương lai, cái buổi lễ trao giải của FIFA họ cũng nên có một cái giải thưởng cá nhân để vinh danh những cầu thủ kiến tạo xuất sắc, những chân truyền hàng đầu. Thì có thể là cái tiêu chí bình chọn nó sẽ dựa rất là nhiều, kể cả những cái người ghi bàn, những cái người mà hợp tác với những cầu thủ kiến tạo tạo nên bàn thắng đó, hay là những cái khoảng cách, hay những cái đường bóng ảo diệu tuyệt vời nó tạo nên một cái bàn thắng tuyệt đẹp từ một cái tình huống kiến tạo, thì cũng nên có những cái sự vinh danh dành cho họ, cũng giống như cái cuộc danh hiệu cá nhân dành cho vua kiến tạo ở mùa giải đấu mà chúng ta đang theo dõi ngày nay. Câu số 3 đến từ bạn Hoàng Huy. Chào anh Cảm, anh cho em hỏi với tình hình hiện tại thì giữa Barcelona và Man United, ai sẽ về thời kỳ hoàng kim trước? Mong được lên TV và chúc anh có nhiều sức khỏe. Cảm ơn Hoàng Huy rất là nhiều. Để mà về được thời kỳ hoàng kim thì mình nghĩ đây là một cái quãng thời gian rất là lâu với cả hai đội luôn. Hoàng kim tức là họ sẽ phải vô địch La Liga, họ vô địch luôn cả châu Âu, tức là họ thống trị giải quốc nội lẫn giải quốc tế, giải châu lục. Thì với Barcelona và Man United thì đây đều là những mục tiêu mình nghĩ là trong tương lai xa, chứ khó có thể nào mà tương lai gần. Nhưng nếu mà để nói cái câu chuyện đó là đội nào trở về thống trị được giải quốc nội nhanh hơn, thì mình nghĩ đó là Barcelona. Thì họ có nguy cơ là họ có cái khả năng đó là nhanh hơn, do thứ nhất là họ có một cái lợi đó là môi trường La Liga, nó ít cạnh tranh hơn là bóng đá Anh. Man United giờ đây mà để muốn quay đầu mà để cạnh tranh được với Chelsea, Liverpool, Manchester City
thì đó là một cái chặng đường nghĩa là sẽ cần rất nhiều thời gian hơn so với Barcelona để họ có thể quay trở lại đối đầu đối địch với là Atletico Madrid hay giành được chức vô địch lại từ tay Real Madrid. Thì cái nhiệm vụ của Barca mình nghĩ là tương đối dễ dàng hơn về cái môi trường quốc nội. Còn nói mà nói về môi trường quốc tế thì giữa Barcelona và Man United thì mình vẫn nghĩ là Man United sẽ có cơ hội hơn, bởi vì họ đang có nhiều cái cầu thủ đồng đều chất lượng hơn như các tuyến và họ cũng thừa tiềm lực tài chính hơn. Nếu mà so về cái tiềm lực kinh tế vào lúc này thì Man United rõ ràng vẫn ổn định hơn so với Barcelona. Và thực sự để nói một cái vạch đích chung giữa hai câu lạc bộ này, câu lạc bộ nào về đích nhanh hơn để tìm được cái thời kỳ hoàng kim của mình nhanh hơn thì mình còn phải dựa vào cái quãng đường đi cũng như cái kế hoạch tương lai của cả hai đội vào lúc này cũng như tiềm lực tài chính của họ nữa. Rõ ràng giữa Man United và Barcelona lúc này đã có hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. Barca đưa về Xavi, một người chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt, rồi họ dùng rất nhiều cầu thủ trẻ làm cái bàn đạp cho tương lai. Trong khi đó thì Man United vẫn tiếp tục sử dụng những cầu thủ hàng sao số ví dụ Varane, Ronaldo, họ đưa về huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như Rafinha. Và rõ ràng cái hướng đi của cả hai đội đang thực sự khác nhau và cái tiềm lực kinh tế của họ cũng khác nhau nữa. Nhưng rõ ràng mình cảm nhận là Man United có thể sẽ về đích nhanh hơn Barcelona trong cái cuộc đua riêng giữa cả hai câu lạc bộ này. Câu số 4 đến từ bạn Quang Phú, chào anh Cảm. Hai gam màu xanh và đỏ được biết đến như hai màu sắc đối nghịch nhau trong bóng đá. Anh có thể giải thích nghĩa của màu xanh màu đỏ trong những trận derby nổi tiếng hay không? Ví dụ như derby Manchester, derby Merseyside hay derby Milan. Em cảm ơn anh và chúc ekip luôn có những video thật hay đến người xem. Cảm ơn bạn Quang Phú rất là nhiều. Thực ra màu xanh và màu đỏ thì thường là những cái màu mà đối lập nhau, chúng ta hình dung ngay ở trong bóng đá thì nó sẽ có hai cái trường phái, nó sẽ hai cái trường hợp. Đó là những cái câu lạc bộ họ chủ đích họ chọn hai cái màu đối lập nhau ở cùng một thành phố để tạo ra sự đối địch, và một cái sự nữa là đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tức là hai đội bóng này họ không phải là đối thủ gọi là rivalry, nó không phải là đối thủ kình địch của nhau trong quá khứ, nhưng mà họ chọn những cái màu sắc này từ trong quá khứ và mãi về sau này nó mới tạo nên một cái cặp kỳ phùng địch thủ. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là yếu tố là cố tình chọn màu để thành đối địch, đó là trận derby Merseyside và derby Milano là rõ ràng nhất. Thì trước đây thì Everton chúng ta biết là câu lạc bộ thành lập trước câu lạc bộ Liverpool và họ sử dụng sân Anfield để làm sân nhà. Thì cái màu sắc chủ đạo ngay từ ban đầu của Everton họ đã chọn đó là màu trắng và màu xanh. Liverpool trong những ngày đầu thành lập đội bóng họ cũng chọn cho mình màu áo trắng và màu áo xanh giống với màu áo của Everton luôn. Nhưng kể từ năm 1892 thì Liverpool được sử dụng sân Anfield làm sân nhà, Everton phải chuyển sang sân vận động của Goodison Park. Thì lúc đó thì Liverpool cũng đã chọn một cái màu nó nghịch đối nghịch lại với đối thủ của mình luôn, đó là màu đỏ, và nó tạo nên cái sự xanh đỏ chia làm hai nửa cái thành phố cảng này ra làm đôi rất thú vị. Đó là do Liverpool họ chủ đích họ chọn màu áo đỏ để mà không trùng với đội Everton thành lập trước. Rồi chuyển sang AC Milan và Inter Milan. Chúng ta biết là AC Milan được thành lập từ một cái đội Brigge của thành phố Milan. Thì cái đội Brigge này ban đầu họ chọn màu sắc chủ đạo của đội bóng đó là màu đỏ và màu đen. Đó là cái màu mà họ đã chọn trước từ đó rồi. Cho nên khi mà đội bóng đá AC Milan được thành lập thì họ cũng lấy luôn hai cái màu này làm màu sắc chủ đạo. Sau đó Inter được thành lập sau thì người sáng lập ra câu lạc bộ Inter lúc này là ông Muzziani. Ông cũng đã chủ đích ông chọn hai cái màu đối lập đó là màu xanh và màu đen. Ông cũng giải thích đó là ông chọn hai màu xanh và màu đen là bởi vì nó biểu tượng cho cái bầu trời về ban đêm. Chúng ta sẽ thường thấy màu xanh và màu đen bởi vì cái ý tưởng thành lập nên câu lạc bộ Inter Milan nó diễn ra vào lúc ban đêm. Và một cái nữa là họ cố tình họ chọn cái màu xanh đen để mà đối lập với cái màu đỏ đen của câu lạc bộ cùng thành phố. Thì đó là những cái màu xanh đỏ được chọn theo chủ đích. Còn với màu xanh đỏ của Man United và Manchester City thì nó đến một cách tình cờ. Chúng ta biết là Man City sau Thế chiến thứ hai thì họ đã từng có thời gian họ mặc áo thi đấu màu trắng có một cái chữ thập màu đỏ, rồi sau đó họ cũng đã từng mặc áo có sọc đỏ đen giống như AC Milan. Nhưng sau này họ chọn cái màu xanh da trời để làm màu áo chủ đạo. Man United thì chọn cái màu áo đỏ là màu áo chủ đạo. Và thực ra đây chỉ là hai đội bóng cùng thành phố thôi. Nếu mà so về tính gọi là rivalry, tính kình địch với nhau thì Man City trong quá khứ không phải là đối thủ của Man United. Họ chỉ trở thành đối thủ của Man United sau này khi mà họ đã giàu lên, họ mạnh lên, họ trở thành một cái thế lực của bóng đá Anh thì nó mới tạo thành một cái cặp kỳ phùng địch thủ với hai màu xanh đỏ đối lập. Thì nó có sự tình cờ ngẫu nhiên cũng giống như giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Chúng ta chọn màu đỏ là vì giống với màu cờ của chúng ta, còn Thái Lan họ cũng chọn màu xanh vì là cái màu chủ đạo nhất ở trên quốc kỳ của họ. Thì vô tình cái nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam trở nổi lên với rất nhiều những cầu thủ giỏi và chúng ta cũng
chứng tỏ được mình và Thái Lan là hai cái thế lực hàng đầu của bóng đá khu vực. Vì vậy nó cũng sẽ tạo nên một cái màu xanh đỏ trong những cái trận gọi là siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Thì đó là những cái gì mà mình hiểu biết về những cái màu xanh đỏ trong bóng đá, và hy vọng là các bạn sẽ thích cái câu trả lời này. Và nếu như các bạn còn có biết thêm thông tin nào thú vị thì các bạn hãy chia sẻ với mình ở phần bình luận bên dưới nha. Câu số 5 đến từ bạn Trần Kiệt. Chào Cảm, với việc Hoàng Đức dương tính với Covid-19 còn Tuấn Anh không được triệu tập, Hùng Dũng thì mới trở lại sau chấn thương, thì theo anh đâu là sơ bộ đôi tiền vệ trung tâm của chúng ta trong những trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup? Cảm ơn câu hỏi của bạn Trần Kiệt rất là nhiều. Thì cái việc mà Hoàng Đức dương tính với Covid-19 thì đây cũng chỉ là Hoàng Đức chưa có xét nghiệm nhanh PCR, và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem tình hình của Hoàng Đức. Và thực ra là cái tấm vé đi Úc của Hoàng Đức là vẫn còn đang bó ngỏ thôi. Nhưng mà thật ra cầu thủ này vẫn còn cơ hội để thể góp mặt với đội tuyển chúng ta. Và nếu như Hoàng Đức có mặt thì Hoàng Đức sẽ gần như là sẽ là cái sự lựa chọn chắc chắn bên cạnh Hùng Dũng cho vị trí tiền vệ trung tâm. Và nếu như không có Hoàng Đức, Hoàng Đức không may không lên kịp cái chuyến bay đến Úc, thì có rất nhiều sự lựa chọn khác như Xuân Trường, như là Quang Hải với là cái người có thể chơi tốt khi mà được xếp đá cặp tiền vệ trung tâm cùng với là Hùng Dũng trong bối cảnh mà Tuấn Anh ở đợt này không được triệu tập. Dù sao thì chúng ta cũng chơi những trận còn lại ở vòng loại World Cup với một cái tâm thế rất là thoải mái. Chúng ta cũng chỉ chủ yếu chơi để mà kiếm điểm thôi và tích lũy thêm kinh nghiệm cho những đấu trường quan trọng sắp tới theo, chứ tấm vé World Cup thì gần như lúc này đã không còn trong tầm tay rồi. Cho nên là chúng ta cũng không quá đặt nặng cái mục tiêu giành chiến thắng, và đây là nơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thoải mái cho những cầu thủ trẻ có kinh nghiệm được cọ sát, được ra sân, được học hỏi, bởi vì ông đã triệu tập rất nhiều những gương mặt mới. Và đây cũng là cái thời điểm thích hợp để cho huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện những cái thử thay đổi, những cái làn gió mới trong cái cách ông gọi là làm mới lại đội tuyển của mình, một cái thời điểm vô cùng thích hợp. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người sát cánh cùng với Hùng Dũng trong trận sắp tới. Với mình dự đoán thì nhiều khả năng đó là Xuân Trường. Câu số 6 đến từ bạn Thiên Hưng. Chào anh Cảm, trong các trận đấu thì huấn luyện viên thường chỉ đạo cầu thủ bằng cách là hò hét trực tiếp hoặc ra dấu hiệu. Cách chỉ đạo như vậy thì trong các giải vô địch quốc gia chắc hẳn đội bạn cũng sẽ biết. Thế thì có ảnh hưởng gì không khi đội bạn cũng biết cách chỉ đạo của đội mình? Trong một sân vận động có hàng chục ngàn khán giả thì việc gân cổ la hét hẳn phải rất khó khăn. Em thấy một số trường hợp huấn luyện viên còn dùng giấy. Vậy có những cách chỉ đạo nào khác nữa hay không? Nếu có thể, mong anh ra một video về chủ đề này. Cảm ơn, chúc anh sức khỏe và toàn bộ ekip. Cảm ơn bạn Thiên Hưng rất là nhiều. Rõ ràng chúng ta thấy trong bóng đá ngày nay, cái việc mà không phải không chỉ trong ngày nay đâu mà từ xưa đến nay rồi, các huấn luyện viên khi mà ra sân thì chúng ta thường nói là họ sẽ có một cái cuộc đấu trí với nhau. Thực ra cái việc mà chỉ đạo các cầu thủ trên sân cũng chỉ là những cái sự thay đổi mang cái tính chất là những cái chuyển biến theo từng diễn biến của trận đấu và từng diễn biến của đối thủ thôi. Thực ra trước mỗi trận đấu thì huấn luyện viên sẽ phải có những cái bài chuẩn bị tâm lý cũng như là chuẩn bị chiến thuật cực kỳ kỹ càng cho đội của mình ngay từ những cái buổi tập trước thềm trận đấu đó. Khi mà biết được đối thủ của mình sắp tới là ai, họ có những cái miếng đánh, họ có những cái bài tập cực kỳ gọi là lên sẵn như phương án rồi, và ra sân thì các cầu thủ chỉ có tuân theo cái đấu pháp của huấn luyện viên đưa ra mà thôi. Có chăng những cái sự hò hét chỉ đạo các cầu thủ trong từng trận đấu có thể sẽ tinh chỉnh một vài yếu tố nào đó cho phù hợp với cái cách chơi, cái cách nhập cuộc của đối thủ mình. Thứ hai nữa là một số cầu thủ sẽ bị lơ đãng, họ bỏ quên vị trí hoặc là họ chơi mất tập trung, họ bị xuống tinh thần, thì cái việc mà la hét bên ngoài nó sẽ động viên các cầu thủ của mình rất là nhiều. Chứ thật ra đội bạn có biết được chiến thuật của mình, có nghe được cái sự chỉ đạo của mình hay không nó cũng không quan trọng, bởi vì cả hai đều đã phải có những cái sự chuẩn bị trước trận đấu này rồi, chứ không khi vào trận đấu mới có. Thường các huấn luyện viên khi mà họ sẽ dùng rất nhiều cách khác nhau, họ sẽ huýt sáo nè, họ sẽ nhờ trợ lý của mình ra nói giùm khi mà mình bị mệt, rồi sẽ nhờ đội trưởng, hoặc là trong những cái lúc mà bóng chết, hoặc là những cái lúc mà cầu thủ ghi bàn đang ăn mừng, thì một số cầu thủ chủ chốt ở trong đội, những cái người mà sẽ gọi là thủ lĩnh, ví dụ như thủ lĩnh của hàng hậu vệ hay là thủ lĩnh hàng tiền vệ, sẽ cùng chạy ra với huấn luyện viên để bàn bạc về chiến thuật, những phương án tiếp theo, chứ không ăn mừng cùng với các đồng đội của mình. Đây cũng là những cái hình ảnh mà chúng ta đã thường thấy ngày nay trong bóng đá rồi. Thì thường huấn luyện viên cũng sẽ cho những cái cầu thủ chủ chốt trên sân làm nhiệm vụ chính, đó là truyền tải, tức là giữ cái sự tập trung cho các đồng đội, giữ cái tinh thần chiến đấu, giữ cái sự ổn định trong cái cách chơi, các chiến thuật vận hành một đội bóng. Thì có rất nhiều cách, và cái việc mà đưa giấy, truyền những cái mảnh giấy vào sân cho những cái cầu thủ chủ chốt cũng là một cái phương án mà chúng ta đã được chứng kiến cái sự
thú vị của nó trong thế giới bóng đá ngày nay. Thì mình nghĩ là ngoài những cái cách đó ra thì cũng chẳng còn cách nào khác khi mà bóng đá ngày nay đã ở thời kỳ hiện đại rồi, 4.0 rồi, có quá nhiều cách để mà liên lạc với nhau cũng như là truyền tải thông tin với nhau trên sân, chứ không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Thì hỏa chăng nếu mà có bóng đá có phát triển theo thời gian đi nữa thì chắc là mỗi cầu thủ sẽ có một chiếc AirPod đeo trong tai để có thể nghe những cái chỉ đạo từ ban huấn luyện của mình. Thì có thể là như vậy trong tương lai thôi, chứ còn mình nghĩ là với thời buổi bây giờ quá hiện đại rồi thì gần như là có bao nhiêu cách để mà liên lạc với nhau trên sân thì chúng ta cũng đã được chứng kiến ở trong thế giới bóng đá rồi. Câu số 7 đến từ bạn Phạm Trần Trung. Chào anh Cảm, chúc anh sức khỏe và gia đình. Cho em hỏi là giai đoạn từ Sauro đến bây giờ Rashford đã không còn đá như trước nữa, theo anh nguyên nhân là do đâu? Tái bút, nếu ổn anh có thể ra hẳn một video luôn về Rashford được hay không? Và anh vẫn còn nợ tụi em Ronaldo phần 3. Chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn Trần Trung rất nhiều, và mình vẫn luôn nhớ là mình còn một cái video Ronaldo phần 3. Nhưng mà thôi, để sau chúng ta sẽ nói đến, và chúng ta sẽ nói về Rashford, Sauro. Thì chúng ta biết ở Sauro, chúng ta thấy là Rashford đã gặp phải rất nhiều những vấn đề. Câu nói giống như một cái thời kỳ mà gặp hạn của cầu thủ này, một cái thời kỳ mà Rashford thiếu may mắn. Sauro thì Rashford thứ nhất là bị ảnh hưởng về mặt tâm lý rất là nhiều sau cái thất bại của đội tuyển Anh. Và anh phải nhận những cái lời chửi bới, những cái lời phân biệt chủng tộc, lăng mạ, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của cầu thủ này, là một. Thứ hai, đó là câu lạc bộ của Rashford đang bước vào thời kỳ khủng hoảng. Không hẳn là khủng hoảng, nhưng mà đó là thời kỳ bất ổn định. Và thứ ba đó là chấn thương. Mình nghĩ đây là ba cái yếu tố cực kỳ quan trọng để khiến cho Rashford bị mất phong độ. Và cái yếu tố quan trọng nhất trong ba yếu tố này mình nghĩ là yếu tố chấn thương. Rashford qua thời gian gần đây, những mùa gần đây, chúng ta thấy là cái sự đóng góp của anh cho câu lạc bộ ngày một ít đi là vì những cái chấn thương nó lặt vặt. Nó không phải là những chấn thương nó dài hạn, nó nghỉ cả mùa, nhưng mà đôi khi nó là những cái chấn thương đến vào những cái thời khắc rất quan trọng của đội bóng, và đó là những cái thời khắc mà Man United có thể bị hụt hơi, có thể bị xuống phong độ, và đâm ra những cầu thủ bị chỉ trích rất là nhiều, và dĩ nhiên trong đó cũng có Rashford. Một phần nguyên nhân nữa mình nghĩ là Rashford cũng không có được phong độ tốt thời gian này, đó là sự xuất hiện của Ronaldo. Không biết có phải không, nhưng mà mình nghĩ là cái sự góp mặt của Ronaldo nó vô tình nó làm phá hỏng rất nhiều kế hoạch, trong đó có cả một cái bản dự án của Solskjaer dành cho những tài năng trẻ. Nó cũng làm phật lòng nhiều ngôi sao chủ chốt ở trong đội. Nó cũng khiến cho Bruno Fernandes, một cái người được xây dựng thành một cái vệ tinh, thành một cái verdict của Man United và đang chơi rất hay, đã có phong độ rất ổn định, cũng đột nhiên bị lụi, cũng đột nhiên bị xuống phong độ. Và nó khiến cho những cái ngôi sao trẻ cũng đang rất khát khao, có thể là Sancho, có thể là Greenwood, và trong đó có cả Rashford nữa, cũng sẽ vô tình bị chững lại bởi vì cái sự xuất hiện của Ronaldo. Thì đó là một vài nguyên nhân mình có thể đưa ra lý giải cho việc Rashford đang bị mất phong độ. Và mình nghĩ cái nguyên do tất yếu, chủ yếu vẫn sẽ là những cái chấn thương. Những chấn thương nó khiến cho Rashford không còn giữ được cái cảm giác bóng tốt như trước nữa, và nó khiến cho anh ngồi ngoài quá nhiều, đâm ra cái cảm giác bóng phong độ không tốt. Hy vọng rằng trong tương lai gần, Marcus Rashford sẽ sớm trở lại cùng với câu lạc bộ của mình. Câu số 8 đến từ anh Khoa. Chào anh nghĩ năm nay ai sẽ đạt danh hiệu FIFA The Best? Messi, Salah, Lewandowski đều rất xứng đáng. Cảm ơn anh Khoa rất nhiều. Đây cũng là một cái câu hỏi mà tính chất dự đoán, và mình cũng đưa ra cái dự đoán của mình thôi. Với một cái giải thưởng như FIFA The Best, họ lúc nào họ cũng sẽ vinh danh danh hiệu cá nhân, và bên cạnh đó họ cũng rất chú trọng vào những cái danh hiệu tập thể. Và nếu nhìn vào các danh hiệu tập thể của cả ba cầu thủ này trong năm 2021 thì dĩ nhiên chúng ta thấy Messi là nổi bật hơn cả so với Salah và Lewandowski. Những cái người mà cũng có phong độ rất cao, như là phong độ trong ngoảo của câu lạc bộ, và cái sức ảnh hưởng của cả ba này gần như là như nhau. Nhưng nếu mà so ra cái tầm ảnh hưởng thì mình nghĩ là Messi vẫn hơn. Thường thì mỗi năm thì cái chủ nhân của danh hiệu Ballon d'Or nó cũng sẽ gần như là chiếm một cái phần lớn, cái tỷ lệ ăn rất là cao trong cái bu lệ của FIFA The Best. Vì vậy đây cũng chỉ là cái dự đoán của cá nhân mình thôi nha. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là chủ nhân của FIFA The Best. Nhưng với mình dự đoán thì đó có thể là Messi. Câu số 9 đến từ bạn Phạm Dũng. Chào em, giữa hai đội bóng là Man City và Bayern thì theo anh đội bóng nào có hàng công mạnh hơn, và cụ thể là chỗ nào? Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn câu hỏi của bạn Phạm Dũng. Rõ ràng mình nhìn vào hàng công của Man City và Bayern vào lúc này thì thấy Bayern mạnh hơn hẳn rồi. Bởi vì thứ nhất là Bayern có nhiều người hơn, có nhiều cầu thủ trên hàng công hơn. Bạn hãy thử mở cái đội hình squad, cái đội hình chính thức của cả hai đội ra hiện nay các bạn xem. Tiền đạo của Man City bóng này chỉ còn đúng nghĩa là còn đúng 3 người thôi. Sau khi họ bán Ferran Torres chỉ còn mỗi Raheem Sterling, Gabriel Jesus và Riyad Mahrez.
Ngoài ra những cái cầu thủ mà được thường được kéo lên đá hàng tiền đạo như là Phil Foden, như là Jack Grealish, rồi như là Bernardo Silva, hay đôi khi thậm chí là thấy là Kevin De Bruyne, nó cho thấy là Pep Guardiola là cái người xoay chuyển cục diện rất là hay, và ổng ghép nhiều ngôi sao trong đội của ổng thành một cái khối thống nhất với một cái lối chơi toàn diện và đa sắc màu, ai cũng có thể ghi bàn, ai cũng có thể lập công. Vì vậy, nhưng mà giữa hai hàng công của Barca, hai hàng công giữa Man City và Bayern, thì nếu mà so về độ số lượng và chất lượng thì có thể là Bayern sẽ hơn hẳn, khi họ có rất nhiều cầu thủ và rất nhiều vị trí khác nhau trên hàng công luôn, từ hai bên cánh nè, với Jamal Musiala nè, với Leroy Sané, với Kingsley Coman, rồi ở trung phong cắm thì họ có Thomas Müller, có Lewandowski, nói chung là nhiều và chất lượng hơn, số lượng và chất lượng thì hơn Man City, nhưng về cái độ đa dạng, về cái độ linh hoạt thì có lẽ là Manchester City mình đánh giá cao hơn. Và nếu mà tóm lại luôn cho cái câu hỏi của Phạm Dũng, đó là hàng công nào mạnh hơn, thì mình nghĩ là hàng công của Bayern vẫn là hàng công mạnh hơn, bởi vì họ có một cái tiền đạo gọi là tiền đạo chủ lực, một cái người mà luôn đảm bảo đầu ra, một cái trung phong cắm đúng nghĩa. Còn ở Man City lúc này thì hầu như không có một cái số 9 đúng nghĩa như Robert Lewandowski. Thì mình nghĩ là nếu mà để xét tổng quan luôn, được hàng công được mạnh hơn thì chắc chắn là hàng công của Bayern mạnh hơn. Câu số 10 là một câu hỏi liên quan đến V-League và một giải vô địch quốc gia mùa giải 2022 cũng sắp khởi tranh. Vì vậy mình chọn câu hỏi này của bạn Nguyễn Duy. Chào anh Cảm và ekip, chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe, V-League sắp khởi tranh và những gì mà các câu lạc bộ thể hiện rất kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Điều mà em thấy rõ nhất là các đội bóng đã bắt đầu đầu tư hơn vào cơ sở vật chất. Biển quảng cáo điện tử cũng đã xuất hiện ở một số câu lạc bộ. Họ còn thay đổi logo, thiết kế áo đấu rất chuyên nghiệp. Em thấy đây là dấu hiệu tích cực của bóng đá Việt Nam. Nhưng liệu rằng đây chỉ là sự đầu tư nhất thời từ các tập đoàn và cuối cùng thì đâu lại vào đấy? Môn Cảm Pele giải đáp thắc mắc này. Tái bút, mong anh làm clip nói về Topeland Bình Định, Man City mới của bóng đá Việt Nam. Chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn Nguyễn Duy rất là nhiều. Thực sự khi mà nhìn vào thì ai cũng thấy đó là một cái sự thay đổi tích cực của bóng đá Việt Nam. Mình cũng không nghĩ đây là một sự đầu tư nhất thời, mà đó là một cái sự đầu tư có bài bản, có kế hoạch và có định hướng phát triển lâu dài trong tương lai từ các câu lạc bộ mà bạn vừa kể, ví dụ như là Sông Lam, Nghệ An, Bình Định hay là Vũng Tàu, về cái sự chuyên nghiệp của các đội bóng này và cho thấy cái sự quyết tâm cực kỳ nghiêm túc với V-League. Thì mình nghĩ đây là một cái sự đầu tư, với cái sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp như vậy thì không khó thể nào chúng ta nói là một sự đầu tư nhất thời. Chúng ta biết là bóng đá Việt Nam, các câu lạc bộ vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào các tập đoàn và tài chính của các tập đoàn. Một phần họ sẽ dành cho bóng đá, nhưng mà phần lớn họ vẫn sẽ dành cho cái công việc chính thống của tập đoàn đó, và cái việc làm ăn lời hay lỗ nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tập đoàn. Chúng ta hãy nhìn sang Trung Quốc, nơi mà các tập đoàn lớn đã làm rất rầm rộ trong những năm gần đây. Với Chinese Super League, họ mang về những siêu sao của châu Âu và họ trả tiền tấn. Đây có thể nói là cái nơi mà trả lương gần như là lương cao nhất châu Á mà cũng thuộc hàng top thế giới rồi. Nhưng mà khi các câu lạc bộ họ bị ảnh hưởng về tài chính thì các câu lạc bộ cũng bị đi xuống theo. Thì đó cái câu chuyện chung của bóng đá thế giới ngày nay, không riêng gì Trung Quốc, không riêng gì V-League, mà mình nghĩ là ở châu Âu hay là tại nước Anh có rất nhiều câu lạc bộ đã từng thành danh trong quá khứ, nhưng giờ đây họ đang trôi lạc ở đâu đó tại giải hạng 3, hạng 4, hạng 5. Và các câu lạc bộ ở Pháp, ở châu Âu, rất nhiều câu lạc bộ cũng đã bị trường hợp như vậy. Có chăng là những cái câu lạc bộ giàu truyền thống như Man United, như Liverpool, như Man City, họ tạo được cái sự ổn định như vậy á, là do họ là những cái câu lạc bộ họ thuộc hàng top thế giới rồi. Tức là cái nguồn tiền mỗi năm từ câu lạc bộ nó vẫn góp một cái số lượng cực kỳ lớn vào cái tập đoàn đó, và đó đều là những cái tập đoàn mà chuyên về kinh doanh thể thao. Còn đối với những câu lạc bộ ở Việt Nam hay Trung Quốc thì họ bóng đá nó chỉ là một phần trong cái phần của tập đoàn thôi, mà họ còn rất nhiều những cái mối lo khác để quan tâm. Và khi mà cái tập đoàn đó bị mất ổn định, mất cân bằng tài chính thì đội bóng này sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng ngay. Thì đó là một cái ảnh hưởng nó phụ thuộc nhiều vào cái việc làm ăn của tập đoàn. Nên mình nghĩ là với những cái sự đầu tư này, đó là những cái sự đầu tư dài hạn, chứ không thể nói là nhất thời được. Có chăng nhất thời hay không nhất thời, nó đến từ một phần làm ăn, kinh doanh, lời hay lỗ của các tập đoàn mà thôi. Thì đó cũng là câu chuyện chung của bóng đá thế giới và bóng đá Việt Nam cũng không tránh khỏi. Nhưng mình mong là câu chuyện này sẽ không xảy ra với V-League sau khi mà mùa giải năm nay chúng ta đã mất đi một thành viên rất là đáng tiếc. Nhưng hy vọng là trong tương lai V-League sẽ tiếp tục có thêm nhiều câu lạc bộ làm theo những cái mô hình giống như cái câu lạc bộ mà bạn vừa kể. Chúng ta sẽ được chứng kiến một giải chuyên nghiệp hơn, fair play hơn, công bằng hơn, và đặc biệt là sẽ ngày một thu hút được khán giả Việt Nam nhiều hơn với những sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp như thế.
Và đó là tất cả nội dung có trong Q&A số tuần này. Dĩ nhiên là 10 câu hỏi này mình đưa ra những câu trả lời dựa trên cái quan điểm cá nhân và cái sự hiểu biết của mình thôi. Mình thì chỉ như là một cái hạt cát giữa sa mạc thôi. Mình biết là nhiều bạn khán giả đang xem Q&A, các khán giả của kênh Cảm thậm chí là còn có cái lượng kiến thức còn tốt và nhiều hơn cả mình nữa. Vì vậy những cái ý nào mà mình nói sai, nói chưa đúng, hoặc là các bạn có thể biết thêm, bổ sung thêm những cái gì thì các bạn có thể trả lời ở cái phần comment dưới video. Và nếu có những cái đóng góp thắc mắc nào gửi về cho kênh, các bạn cũng đừng ngần ngại gửi mail về cảmbongda@gmail.com để tụi mình có thể ghi nhận những ý kiến, những ý tưởng làm video hay để mà phục vụ cho các bạn trên các kênh của Cảm Bóng Đá, Cảm Show và hai kênh của Cảm Network nữa, đó là Cảm Radio và Cảm Thể Thao. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong Q&A số tuần sau nhé.